xuyên liên kết với bác sĩ sản khoa để có thể quản lý tốt bệnh nhân hen mà có thai. Thì phần trình bày của tôi sẽ về phần dịch tễ thì chúng ta cũng biết là hen là một bệnh lý rất là thường gặp trong thai kỳ, là bệnh hô hấp thường gặp nhất á. Ngoài những cái bệnh hô hấp khác thì hen là một bệnh hô hấp thường gặp nhất trong thai kỳ và có khả năng gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Thực sự chúng ta ở trong bệnh viện thì chúng ta, đặc biệt bác sĩ hô hấp, mà khi được mổ hộ chẩn những ca mà thai kỳ á thì rất là lo lắng, bởi vì không phải là một người mà là hai người. Và cái đây cũng là đối tượng mà đặc biệt được quan tâm. Thì tần suất hen trong thai kỳ ngày càng gia tăng. Chúng ta thấy là từ 2001 cho tới 2007 thì cái tần suất này đã tăng từ 5.5 cho tới 7.8%. Và người ta thấy rằng hen đã ảnh hưởng tới 13 trường hợp mang thai trên thế giới. Thì phần trình bày của tôi sẽ có những nội dung sau đây. Thứ nhất là thay đổi sinh lý của người phụ nữ mang thai. Phần thứ hai là quản lý hen theo Gina. Thì hiện nay chúng ta biết là hầu như những cái hướng dẫn điều trị hen chúng ta đều dựa vào Gina, là chiến lược toàn cầu về hen phế quản. Và quản lý hen thai kỳ nó sẽ có những cái điểm đặc biệt hơn, là trong giai đoạn ổn định chúng ta sẽ quản lý như thế nào. Khi bệnh nhân hen có thai mà vào cơn cấp thì chúng ta sẽ quản lý như thế nào, có những cái yếu tố đặc biệt là chúng ta cần quan tâm, và khi bệnh nhân chuyển dạ như thế nào, cũng như sau sinh chúng ta sẽ quản lý như thế nào. Chúng ta biết là thay đổi sinh lý của người phụ nữ mang thai thì rất là nhiều vấn đề xảy ra liên quan tới cái chuyện mà thay đổi cái nội tiết tố trong cơ thể, cũng như là do cái quá trình mà thai nhi ngày càng lớn lên cho nên cũng thay đổi về mặt giải phẫu của cái lồng ngực cũng như là tử cung, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái những cái bệnh lý, đặc biệt là bệnh lý về hô hấp. Chúng ta thấy là những yếu tố sinh hóa và cơ học ảnh hưởng lên phụ nữ mang thai, lên chức năng phổi. Thì chúng ta thấy là tăng progesterone trong quá trình mang thai nó sẽ khiến cho bệnh nhân của chúng ta sẽ tiêu thụ oxy nhiều hơn, tăng tiêu thụ oxy nhiều hơn. Và khi làm khi máu động mạch thì chúng ta thấy là cái PaOC của người phụ nữ có thai nó sẽ cao hơn một chút so với người bình thường, cũng như là giảm cái PaCO2, có nghĩa hơi kiềm hô hấp một chút, và tăng cái thông khí phút. Chúng ta thấy là phụ nữ mang thai càng những tháng sau về thai kỳ họ thở nhanh hơn, cái thông khí phút của họ cũng tăng nhanh hơn và nhịp thở tăng và tăng cái tidal volume. Còn trong cái quá trình lớn lên của cái tử cung thì nó cũng sẽ thay đổi. Chúng ta thấy là cái lớn lên của tử cung thì cái cơ hoành nó sẽ nâng cao lên, cái thể tích của bụng cũng như là ngực nó sẽ to lên, từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng phổi, đặc biệt là nó sẽ giảm cái FRC là thể tính khứ cạnh chức năng, tăng giảm RV cũng như là tăng cái IC. Ở đây chúng ta thấy là một cái thay đổi những cái thể tích phổi trong khi mang thai. Thì thai đối với người mà chưa mang thai cũng như là người mà cái thai mà càng ngày càng lớn, đặc biệt là tháng thứ 7, thứ 8 thì những cái thể tích phổi nó sẽ thay đổi theo. Quản lý hen theo Gina thì tôi nhắc lại một chút về quản lý hen theo Gina. Bây giờ chúng ta có một cái hướng dẫn mới nhất là Gina 2024. Và mục tiêu của quản lý hen thì bất kỳ chúng ta điều trị cái gì chúng ta cũng lưu ý tới mục tiêu điều trị, đó là phải kiểm soát tốt các triệu chứng, giảm thiểu nguy cơ tương lai cho người bệnh, đặc biệt là tử vong do hen, các đợt cấp, hạn chế tắc nghẽn luồng khí dai dẳng cũng như tác dụng phụ của điều trị. Và xác định mục tiêu kiểm soát hen riêng cho từng bệnh nhân. Đây là những cái mục tiêu chung cho những bệnh nhân hen khác. Riêng bệnh nhân hen mà có thai á thì cái mục tiêu nó sẽ còn chi tiết hơn, bởi vì đây không phải là một người mà sẽ ảnh hưởng tới hai người. Ví dụ như chúng ta phải kiểm soát tốt các triệu chứng cho người bệnh, giảm thiểu nguy cơ tương lai không những cho bệnh nhân mà còn cho em bé ở trong bụng nữa. Và đặc biệt là chúng ta lưu ý tới những cái điều trị, đặc biệt là những cái thuốc điều trị cho người mẹ thì cũng có thể ảnh hưởng tới em bé. Thì đó là những cái mục tiêu riêng cho từng bệnh nhân của chúng ta, đặc biệt là bệnh nhân phụ nữ mang thai. Thì cũng giống như cái những cái bệnh nhân khác mà khi đánh giá kiểm soát hen trên phụ nữ có thai, chúng ta cũng phải đánh giá những cái kiểm soát tốt về triệu chứng. Dựa vào trong 4 tuần vừa qua bệnh nhân có những cái triệu chứng như triệu chứng hen ban ngày hay không, có thức giấc về đêm do hen hay không, có phải sử dụng những thuốc cắt cơn hay không, có hạn chế hoạt động do hen hay không, để chúng ta phân mức độ là kiểm soát tốt, kiểm soát một phần hay là không kiểm soát. Và những cái đánh giá yếu tố nguy cơ dẫn đến kết cục hen xấu, ví dụ như đợt cấp, tắc nghẽn luồng khí, tác dụng phụ của thuốc, đây là những cái về lý thuyết là chung cho tất cả mọi bệnh nhân.
Thì bốn thành phần quản lý hen hiệu quả, cái này là nhắc về lý thuyết thôi, đó là chúng ta cần có những cái đo lường khách quan để đánh giá và theo dõi. Trên phụ nữ có thai chúng ta vẫn phải đánh giá, chứ không có vì là bệnh phụ nữ có thai mà chúng ta bỏ qua cái đánh giá, đặc biệt là ví dụ đánh giá về những cái chức năng hô hấp thì chúng ta vẫn phải đánh giá như bình thường, chứ không có nghĩa có thai là chúng ta không đánh giá cái chuyện này. Chúng ta vẫn có thể đo hô hấp ký được, chúng ta vẫn có thể đo những cái lưu lượng đỉnh ký được. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý một số những cái trường hợp đặc biệt, nó không phải là chống chỉ định. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý một số cái tình huống đặc biệt, ví dụ bệnh nhân của chúng ta có ở eo cổ tử cung chẳng hạn, đó chúng ta phải lưu ý, hoặc là dọa sĩ thai chẳng hạn, chúng ta phải lưu ý cái chuyện mà đo hô hấp ký cho người bệnh. Đó là những cái chúng ta phải lưu ý hơn những người bình thường, còn nó không phải là chống chỉ định. Và bệnh nhân vẫn phải tránh những yếu tố khởi phát cơn hen như thường và chế độ thuốc, đặc biệt đây là cái thời điểm rất là quan trọng mà chế độ thuốc chúng ta phải nghiêm ngặt hơn với người bệnh và giáo dục người bệnh cũng như là gia đình của họ. Bởi vì chúng ta biết là một số người bệnh khi có thai bình thường bị hen vẫn điều trị hen bình thường, nhưng mà khi có thai tự nhiên sợ những thuốc điều trị hen ảnh hưởng tới thai nhi, cho nên tự nhiên ngưng hết thuốc, thậm chí là đi khám bác sĩ sản cũng nhiều khi cũng lo lắng về cái chuyện đó, nhiều khi lại có những cái khuyến cáo cũng chưa được đúng đắn lắm. Thì chúng ta phải lưu ý những cái chuyện này, có nghĩa phụ nữ có thai thì vẫn hơn lúc nào hết người ta phải quản lý hen còn chặt chẽ hơn những cái người bình thường nữa. Thì hướng dẫn điều trị hen theo Gina thì chúng ta cũng có những cái điều trị như là điều trị track 1, điều trị theo track 2 hoặc là điều trị thay thế với những cái liệu pháp điều trị. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý là thường đây không phải là thời điểm để chúng ta thay đổi cách điều trị đâu. Ví dụ bệnh nhân đang sử dụng track 2 thì không phải là thời điểm để chúng ta chuyển qua track 1. Cũng như ngược lại, bệnh nhân đang điều trị track 1 thì cũng không phải thời điểm để chúng ta chuyển cái cách điều trị của chúng ta nếu như cái điều trị của chúng ta nó đang được kiểm soát tốt. Quản lý hen trong thai kỳ nó sẽ có những cái điểm đặc biệt hơn mà chúng ta phải lưu ý, là trong giai đoạn ổn định chúng ta sẽ quản lý như thế nào, cơn hen cấp chúng ta quản lý như thế nào, khi chuyển dạ như thế nào và sau khi sinh thì chúng ta sẽ quản lý như thế nào. Ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ có quy tắc 1/3. Quy tắc 1/3 có nghĩa là khi bệnh nhân đang bị hen mà khi họ có thai thì 1/3 trong số những người này hen có thể không có thay đổi gì hết, vẫn y như trước đây. Nhưng 1/3 là hen nó thậm chí nó cải thiện hơn, còn 1/3 là hen xấu hơn. Thì chúng ta cũng không biết bệnh nhân của chúng ta sẽ nằm trong cái nhóm nào, cho nên chúng ta vẫn phải quản lý bệnh nhân của chúng ta thật là tốt, bởi vì chúng ta cũng đâu biết là bệnh nhân của chúng ta có thể là hen nó sẽ xấu hơn so với trước đây không. Mà thường bệnh nhân của chúng ta sẽ có xu hướng giống tương tự những cái lần mang thai tiếp theo. Ví dụ lần có thai số 1 đầu tiên á, bệnh nhân cái hen của bệnh nhân xấu hơn lúc trước đó, thì cái lần có thai thứ 2 á, thì bệnh nhân cũng sẽ có xu hướng là cái lần mang thai tiếp theo hen nó sẽ xấu đi. Ở đây chúng tôi cũng gặp những cái bệnh nhân hen á, trong thai kỳ mà người ta sợ, người ta không có sử dụng những cái thuốc điều trị hen, người ta ngưng và dẫn tới chuyện mà cái triệu chứng hen nó nhiều hơn. Và chính vì triệu chứng hen nhiều hơn, người ta lại sử dụng cái thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn nhiều hơn, và nó dẫn tới chuyện mà người mình nói là đang lạm dụng SABA trong thai kỳ, thì nó dẫn tới lờ đi những cái thụ thể mà khiến cho cái chuyện kiểm soát hen của chúng ta sẽ xấu đi. Và chúng ta cũng lưu ý là hen nặng làm kiểm soát xấu đi, hen càng nặng thì cái kiểm soát hen càng xấu đi, cũng như là cái nguy cơ cho người mẹ và đứa con trong bụng sẽ xấu đi. Và ảnh hưởng của hen không kiểm soát trong thai kỳ cũng như là ảnh hưởng của đợt cấp của hen thì đối với thai nhi sẽ dẫn tới chuyện là nhẹ cân, sinh non, tử vong chu sinh tăng, thiếu oxy khi sinh và chậm tăng trưởng trong tử cung. Còn đối với mẹ thì sẽ là tiền sản giật, tăng cái nguy cơ mổ lấy thai, tăng cấp cứu và tăng tử vong. Và lưu ý là hen mà càng nguy cơ càng tăng khi kiểm soát hen càng kém. Đó cũng là lý do tại sao mà trong khi bệnh nhân hen mà có thai, chúng ta càng phải kiểm soát bệnh nhân tốt hơn so với bình thường, bởi vì nguy cơ nó sẽ ảnh hưởng lên cho cả mẹ và cho cả em bé. Đây là ảnh hưởng của hen không kiểm soát cũng như đợt cấp hen trên thai kỳ. Và cái chuyện ngược lại là cũng có thể cái thai kỳ nó sẽ ảnh hưởng ngược lại đối với người mẹ. Về nguyên tắc chung là chúng ta cần tối ưu hóa điều trị hen cho người bệnh, và rất ít trường hợp chúng ta phải thay đổi chế độ hen trong thai kỳ.
Đặc biệt là khi hen đang kiểm soát tốt, như hồi nãy tôi nói, ví dụ chúng ta đang điều trị chất một mà đang kiểm soát tốt với cái điều trị đó, đang điều trị với cái liều đó tốt, thì chúng ta cũng sẽ, hầu như chúng ta sẽ không thay đổi điều trị, ngoại trừ trường hợp không được kiểm soát thôi. Còn đang kiểm soát thì thông thường đây không phải là thời điểm để chúng ta thay đổi hay chúng ta thử nghiệm với những cái liệu pháp điều trị mới. Và chúng ta cũng sẽ tránh dùng những cái thuốc mà an toàn trên thai kỳ không được biết trước đây. Dùng liều đầy đủ để kiểm soát triệu chứng và tránh chuyện thiếu oxy trong máu cho em bé. Và cần duy trì đầy đủ oxy hóa máu cho thai kỳ. Có nghĩa cái mục tiêu oxy cũng như là duy trì oxy hóa máu của bệnh nhân có thai mà bị hen á, nó sẽ cao hơn so với người bình thường mà không có thai, so với người phụ nữ mang thai bình thường mà không có bị hen. Đấy là những nguyên tắc chung. Thì khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân hen mà có thai, cho bệnh nhân có thai thì thông thường chúng ta hay lưu ý tới những cái phân loại FDA về nguy cơ của thuốc trong thai kỳ, đúng không ạ? Hầu như chúng ta đều cho thuốc cho bệnh nhân, kể cả thuốc bôi nữa, chúng ta đều phải tra coi là nguy cơ trong thai kỳ của bệnh nhân là như thế nào. Thì thông thường nếu bệnh nhân của chúng ta, những cái thuốc của chúng ta mà nhóm A, nhóm B thì quá tốt, còn nhóm C là có thể gây hại cho thai ở động vật nhưng không nghiên cứu ở người. Nhưng mà nếu bệnh nhân lợi ích nhiều hơn so với nguy cơ thì chúng ta vẫn sử dụng được. Và đa số những cái thuốc của chúng ta nó sẽ nằm ở nhóm B và nhóm C. Và hầu như những thuốc hen của chúng ta đều là những thuốc dạng hết xịt, cho nên cũng không có phải là những chống chỉ định khi bệnh nhân của chúng ta mang thai. Còn đây là những cái cụ thể hơn cho những cái nhóm bảng C, A, B, C, D hay X. Thì đa số những thuốc điều trị hen như tôi nói hồi nãy nó chỉ nằm ở bảng A hoặc là B, hoặc là cùng lắm là C thôi, chứ nó cũng không rơi vào những cái nhóm nguy hiểm hơn như là D hay X, là những cái mà X là chúng ta chống chỉ định đó. Thì đa số thuốc hen của chúng ta là an toàn trên phụ nữ có thai. Và người ta thấy là điều trị hen với nguy cơ mà xảy ra do thuốc nó sẽ thấp hơn nhiều so với nguy cơ chúng ta không dùng thuốc và chúng ta không điều trị cho bệnh nhân. Một số những cái thuốc mà có khả năng chúng ta lưu ý những cái tác dụng phụ trên thai kỳ khi chúng ta sử dụng. Ví dụ chúng ta sử dụng những corticosteroid toàn thân sớm thì nguy cơ cho người bệnh có thể là tiền sản giật, sinh non, nhẹ cân hoặc là hở hàm ếch, đặc biệt là 3 tháng đầu thai kỳ, tỷ lệ 0.3%. Thì điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải quản lý bệnh nhân hen của chúng ta thật là tốt với những cái ICF giảm hít để giảm đi cái chuyện bệnh nhân nặng, bệnh nhân phải nhập viện vì đợt cấp. Và trong đợt cấp thì chúng ta lại sử dụng những corticoid dạng uống thì nó sẽ gây ảnh hưởng cho bé. Có nghĩa là nguyên tắc là chúng ta phải kiểm soát bệnh nhân của chúng ta tốt để tránh bệnh nhân của chúng ta phải sử dụng những cái thuốc corticoid đường toàn thân quá sớm, 3 tháng đầu trong thai kỳ. Còn những cái thuốc khác, ví dụ theophylline, nó có thể tăng nhịp tim, nôn ói, bồn chồn khi nồng độ máu mẹ trên 12 microgram trên ml. Nhưng mà hầu như hiện nay chúng ta cũng không sử dụng theophylline trong điều trị hen nữa, cho nên quý đồng nghiệp cũng sẽ không phải lo lắng về cái những cái tác dụng phụ này. Một cái thuốc mà chúng ta thường sử dụng á, đó động vật beta 2, nhưng mà thường là chúng ta sẽ sử dụng đường phun hít chứ chúng ta không có sử dụng đường toàn thân. Còn khi chúng ta sử dụng đường toàn thân thì chúng ta lưu ý có thể gây tăng nhịp tim của thai nhi hoặc là trẻ sơ sinh, có thể gây run hoặc là gây hạ đường huyết cho bé. Đây là những cái đặc điểm hen trong thai kỳ mà quý đồng nghiệp chúng ta cũng lưu ý. Là hen có các diễn tiến lâm sàng rất khác nhau và không thể đoán trước được trong quá trình mang thai. Hồi nãy tôi nói nó là xu hướng. Ví dụ thai kỳ lần trước nó nặng hơn thì xu hướng lần sau nó sẽ nặng hơn. Nhưng mà điều đó cũng không phải là hoàn toàn đúng, bởi vì có khi chúng ta cũng không dự đoán được. Thai kỳ lần trước có thể tốt nhưng mà lần sau có thể xấu hơn. Do đó diễn tiến lâm sàng rất là khác nhau và chúng ta cố gắng là chúng ta phải quản lý bệnh nhân của chúng ta tốt. Và một vấn đề, cái này là hiện trạng luôn, là nhiều bệnh nhân thai phụ mà bị hen không được kê thuốc điều trị hen, không tuân thủ thuốc kiểm soát ở mức cao tới 40%, là cái này trên thế giới luôn chứ không phải Việt Nam. Bởi vì như tôi nói hồi nãy, bệnh nhân của chúng ta khi có thai tự nhiên lo lắng quá, thuốc hen có thể ảnh hưởng tới thai không, tự nhiên ngưng. Bác sĩ nhiều khi cũng dè dặt với chuyện đó, và tôi cũng đã từng gặp những trường hợp đang điều trị với ICS LABA ở bệnh nhân hen có thai, tự nhiên cái thấy có thai cái là tự nhiên ngưng luôn ICS LABA luôn, chỉ có xài Ventolin thôi, để lâu lâu mới xài để cho nó đỡ ảnh hưởng tới thai. Thì cái suy nghĩ đó là không đúng, thì chúng ta phải bỏ cái suy nghĩ đó đi, cũng như chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân. Bệnh nhân của chúng ta thì lo lắng lắm, tự động mà ngưng, tới lúc bệnh nhân vô đợt cấp mới gặp bác sĩ hỏi sao vô đợt cấp, tại vì em đã ngưng thuốc rồi, em sợ là mình có thai. Cái đó là bệnh nhân của chúng ta có cái lo lắng như vậy,
Cho nên chúng ta cũng phải tìm hiểu để làm sao để khuyến cáo bệnh nhân của chúng ta sẽ phải lưu ý điều trị tốt hơn. Và kiểm soát hen tốt của mẹ trong thai kỳ, một cái điểm rất là đặc biệt đó là nó sẽ giảm nguy cơ mắc hen khi em bé đẻ ra. Có nghĩa hen của người mẹ được kiểm soát tốt thì nguy cơ em bé đẻ ra có thể mắc hen trong tương lai của bé nó sẽ thấp đi. Thì cái đó cũng là cái lưu ý. Và nồng độ vitamin D thấp trong thai kỳ nó cũng là nguy cơ gây cơn hen cấp. Và nếu hen được kiểm soát tốt trong suốt thai kỳ sẽ ít hoặc là không tăng cái nguy cơ biến chứng bất lợi cho mẹ và thai nhi. Điều này là của Gina nói là chúng ta phải kiểm soát tốt trong thai kỳ để bảo vệ được cho cả bà mẹ lẫn trẻ em. Quản lý hen trong thai kỳ có những đặc điểm gì hay không? Là điều trị thì hầu như nó tương tự như bệnh nhân hen mà không có mang thai. Có nghĩa những cái thuốc thường xuyên chúng ta sử dụng cho bệnh nhân của chúng ta hiện nay vẫn sử dụng cho người phụ nữ mang thai được. Và hầu như sẽ không có nhiều khác biệt. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý những cái một số cái chi tiết thôi. Và lợi ích của điều trị tích cực hen trong thai kỳ sẽ lớn hơn bất kỳ nguy cơ nào có thể có của thuốc với những thuốc điều trị hen mà chúng ta thường dùng cho người bệnh. Đây là chứng cứ A, là chứng cứ mạnh. Có nghĩa là khuyến cáo điều trị tích cực hen trong thai kỳ. Không có phải lo lắng quá nhiều về cái nguy cơ biến chứng tác dụng phụ của thuốc mà chúng ta bỏ qua cái chuyện điều trị hen tốt cho người bệnh. Cũng như là ICS, corticosteroid giảm hít, cũng như là đồng bệnh beta 2, montelukast hoặc theophylline không làm tăng tỷ lệ bất thường của thai nhi. Và ICS là corticosteroid giảm hít làm giảm nguy cơ đợt cấp hen trong suốt thai kỳ. Và chúng ta cũng, nếu mà chúng ta ngưng ICS trong thai kỳ sẽ gia tăng nguy cơ gây hen cấp. Tất cả đây đều là bằng chứng A hết. Có nghĩa là nó không làm ICS sẽ giảm nguy cơ đợt cấp hen. Và nó ngưng ICS sẽ làm tăng nguy cơ. Có nghĩa là chúng ta vẫn phải duy trì ICS suốt trong thời gian bệnh nhân có thai. Và không nên ngừng ICS khi chuẩn bị mang thai hoặc là trong thai kỳ. Đây là chứng cứ C, có nghĩa chuẩn bị mang thai nhưng nó ngừng ICS hoặc là giảm liều. Cái chuyện này không đúng. Và cái chuyện hạ bậc điều trị thì nên thận trọng. Thông thường ý kiến mức độ D là ý kiến chuyên gia là khi chờ, khi sang xong chúng ta cũng hạ liều. Chứ đây không phải thời điểm mà chúng ta thử nghiệm để hạ liều cho người bệnh. Đó là những cái điểm mà rất là quan trọng trong cái quản lý hen trong thai kỳ mà chúng ta phải lưu ý. Trong cơn hen cấp thì như thế nào? Có lẽ là chúng ta cũng thường xuyên được hội chẩn với các bác sĩ sản khoa về bệnh nhân mang thai lên cơn hen cấp hoặc bệnh nhân bị chuyển dạ sang thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Và cơn hen cấp trong thai kỳ thì như thế nào? Thì cơn hen cấp người ta nói là thường gặp á, đặc biệt trong 3 tháng giữa thai kỳ sẽ thường gặp cơn hen cấp cho anh chị nữ có thai mà bị hen. Còn trong hen cấp, trong cơn hen cấp thai phụ cũng giống như giai đoạn ổn định á, bệnh nhân ít được điều trị với đầy đủ với thuốc thì trong cơn hen cấp cũng vậy, thai phụ thì nhiều khả năng lại bị điều trị không phù hợp hơn so với bệnh nhân mang thai, không mang thai. Bệnh nhân không mang thai có thể chúng ta sử dụng thuốc chúng ta không có lo lắng gì hết, nhưng mà khi bệnh nhân đã mang thai trong cơn hen cấp nhiều khi chúng ta lại dè dặt. Và trong cơn hen cấp chúng ta vẫn phải sử dụng corticoid đường toàn thân. Ngoài phun khí dung thì chúng ta vẫn sử dụng corticoid đường toàn thân chứ không phải là chống chỉ định. Và nhiều người sợ quá cái corticoid đường toàn thân không sử dụng, mà cái cơn hen cấp cần phải sử dụng corticoid đường toàn thân mà chúng ta không sử dụng, cái đó là một cái điều mà bệnh nhân của chúng ta được điều trị không đầy đủ. Và điều trị tích cực cơn hen cấp, oxy chúng ta phải lưu ý là oxy lưu lượng cao ngay để làm sao đạt được bão hòa SpO2 94-98%, có nghĩa nó sẽ cao hơn cái mức bình thường của bệnh nhân mà không mang thai, bệnh nhân hen mà không mang thai. Cái mức đây là mức cao hơn để đảm bảo làm sao oxy hóa máu cho thai nhi, cho người mẹ thì chắc chắn rồi, và cho em bé ở trong bụng nữa. Và tránh hạ oxy đe dọa tính mạng và phải đủ oxy hóa máu cho thai nhi. Đây cái mục tiêu SpO2 của chúng ta cao hơn 94-98%. Và chúng ta phải sử dụng những cái thuốc giãn phế quản, ví dụ như là SAPA hoặc là corticoid đường toàn thân sớm cho người bệnh. Một cái quan trọng nữa là không có mổ lấy thai cấp cứu mà cần phải ổn định tình trạng mẹ trước. Cái này nó sẽ khác với tiền sản giật, phải không ạ? Tiền sản giật thì bác sĩ sản khoa hoặc là những cái bệnh lý nặng thì người ta có khuynh hướng người ta sẽ mổ lấy thai. Nhưng đối với hen thì nó khác, là chúng ta phải ổn định tình trạng mẹ trước. Và cái chỉ định mổ lấy thai là do lý do sản khoa chứ không phải lý do bệnh nhân có hen cấp mà chúng ta đem bệnh nhân đi chúng ta mổ. Cái đó khi hội chẩn thì có thể bác sĩ sản người ta sẽ hỏi mình á,
là bây giờ hen nặng quá thì bây giờ mổ lấy thai ra thì nó có bớt cơn hen nặng hay không, thì chuyện đó không đúng. Mổ lấy thai là do lý do sản khoa, không phải lý do cơn hen cấp nặng, mà chúng ta phải ổn định tình trạng mẹ trước, và lý do mổ lấy thai là lý do sản khoa, không phải lý do cơn hen cấp. Còn trong lúc chuyển dạ và khi sanh thì như thế nào? Thì chúng ta vẫn duy trì những thuốc mà kiểm soát hen bình thường của chúng ta và thuốc giảm triệu chứng nếu cần. Có nghĩa chúng ta vẫn, ví dụ bệnh nhân của chúng ta đang sử dụng ICS LAMA, chúng ta vẫn sử dụng. Và khi bệnh nhân khó thở, bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái thuốc giảm phế quản tác dụng ngắn nếu cần cho bệnh nhân được. Và cơn hen cấp trong lúc chuyển dạ thì nó cũng ít gặp hơn, nó dưới 10% thôi. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý, bởi vì nó có thể kích phát co thắt phế quản do tăng thông khí, và chúng ta sử dụng có thể sử dụng những cái thuốc giảm phế quản tác dụng ngắn biệt xa ba để cắt cái cơn này. Thì thông thường khi chúng ta đi hội chẩn sẽ có một cái tình huống này, bệnh nhân chuyển dạ để chuẩn bị sanh á, thì bệnh nhân sẽ rất là đau đớn, bệnh nhân sẽ tăng thông khí, bệnh nhân thở rất là nhanh. Và nhiều khi nếu mà những cái ca đó mà ca khó mà chúng ta để cho bệnh nhân rặn nhiều quá thì cũng không được. Thì cái này chúng ta sẽ phải chủ động, nhiều khi chúng ta phải chủ động cho bệnh nhân phun cái dung trước, trước khi bệnh nhân vào chuyển dạ. Chứ còn không, khi bệnh nhân mà vào chuyển dạ rồi sẽ có thể có hiện tượng là bệnh nhân đau đớn, rồi co thắt phế quản do tăng thông khí. Hoặc thậm chí khi bệnh nhân rặn, nếu rặn không được chúng ta phải hỗ trợ người bệnh, chứ đừng bệnh để bệnh nhân rặn nhiều quá thì có thể lên cơn hen cấp. Và hạ đường huyết khi sơ sinh chúng ta cũng phải lưu ý là có thể gặp ở trẻ sinh non. Và đặc biệt là nếu chúng ta sử dụng cái thuốc giảm phế quản tác dụng ngắn như Sava ở đây trong vòng 48 giờ trước sanh, thì chúng ta cần theo dõi cái nồng độ đường huyết của trẻ trong 24 giờ đầu. Bởi vì cái này chúng ta sử dụng liều cao quá có thể nó làm hạ đường huyết khi sanh của bé. Sanh ra trong 24 giờ đầu tiên chúng ta phải theo dõi cái đường huyết của người của bé. Đó là những cái điểm chúng ta cần lưu ý. Còn trong khi sanh thì như thế nào? Cơn hen kịch phát khi chuyển dạ thì cũng hiếm, chiếm dưới 10%, thì vô cảm chúng ta lưu ý. Vô cảm thì thuốc giảm đau, không, chúng ta sử dụng những thuốc giảm đau không phóng thích histamine, ví dụ fentanyl thì được ưa chuộng hơn là meperidine hay là morphin. Và gây tê ngoài màng cứng hay là tại chỗ sẽ được tốt hơn là chúng ta gây mê toàn thể cho người bệnh, bởi vì có một số thuốc gây mê nó sẽ làm tăng cái khả năng co thắt phế quản của người bệnh. Cho nên nguyên tắc là chúng ta gây tê hoặc là ngoài màng cứng hoặc là gây tê tại chỗ thôi, chứ chúng ta không có gây mê toàn thể cho người bệnh khi mà mổ bắt con hoặc là khi sanh mổ bắt con. Còn vấn đề văn huyết sau sanh thì chúng ta cũng tránh những cái thuốc như prostaglandin F2A ở đây, ví dụ carboforts thì chống chỉ định. Nếu bệnh nhân có văn huyết sau sanh, những cái thuốc này là sử dụng cho những bệnh nhân mà văn huyết sau sanh á, nhưng đối với những bệnh nhân hen mà có thai thì chúng ta lại không có sử dụng thuốc này, bởi vì nó có thể làm co thắt phế quản cho người bệnh, chúng ta không có sử dụng. Và nếu bệnh nhân của chúng ta đã sử dụng corticoid đường toàn thân trước đó, ví dụ trong 2 tuần trước khi sanh bệnh nhân đã sử dụng cái liều prednisolone là trên 7.5mg một ngày, thì trong khi chuyển dạ khi sanh á, chúng ta nên cho bệnh nhân thêm một cái liều hydrocortisone 100mg mỗi 6 đến 8 giờ nếu trước đó bệnh nhân đã sử dụng prednisolone trong 2 tuần trước với cái liều trên 7.5mg một ngày. Cái này trong thực hành chúng ta cũng thường sử dụng cho người bệnh. Giai đoạn sau sanh có nghĩa chúng ta đã đi qua những cái giai đoạn trước sanh, khi chuyển dạ, khi mổ bắt con và sau sanh. Thì một trong những vấn đề là chúng ta cũng vẫn phải khuyến khích bệnh nhân có bị hen mà có thai là cho con bú, chứ không phải vì lý do mà chúng ta sợ cái thuốc đó nó qua sữa mẹ chúng ta không cho con bú. Bởi vì cái chuyện mà cho con bú nó sẽ có nhiều cái lợi ích, cũng như nó bảo vệ được cho em bé sau này không có mắc hen nữa, và sử dụng thuốc hen như bình thường trong thời kỳ cho con bú theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Đương nhiên vẫn có những cái điểm đặc biệt để chúng ta phải lưu ý. Ở đây là một cái nghiên cứu, người ta thấy những cái kiến thức về điều trị hen và kỹ thuật hiếm thuốc thì rất là quan trọng cho bệnh nhân của chúng ta. Khi mà bệnh nhân hen mà có thai á, thì người ta đánh giá trước và sau khi hướng dẫn. Cái điều này có nghĩa là thuốc cho bệnh nhân của chúng ta phải cho thường xuyên. Và những cái kỹ thuật hiếm, đặc biệt phụ nữ có thai á, thì cái khả năng phối hợp thuốc của bệnh nhân có thể là không tốt, hoặc là cái khi mà cái cơ hoành nó đưa lên á, thì cái sẽ giảm đi cái khả năng mà hít vào nín thở của người bệnh. Thì cái chuyện này chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân và hướng dẫn bệnh nhân trước khi có thai, trước khi
trước khi có thai là chúng ta đã phải kiểm soát cái hen trở nên tốt rồi, mà dự định có thai chúng ta càng phải kiểm soát hen tốt hơn. Và chúng ta sẽ phải đánh giá và giáo dục bệnh nhân kể cả về vấn đề mà bệnh nhân sử dụng thuốc như thế nào cho nó hợp lý và cách hít thuốc như thế nào cho nó hiệu quả. Và nếu trong trường hợp bệnh nhân mà cái thai lớn quá, bệnh nhân không thể hít mà nín thở được, tại vì sau cái động tác hít thì chúng ta phải cho bệnh nhân nín thở khoảng 10 giây, ít nhất 10 giây. Thì lúc đó chúng ta có thể chuyển những cái dụng cụ hít này qua. Và nếu mà MDI, chúng ta có thể sử dụng MDI kèm với buồng đệm cho người bệnh cho nó dễ dàng hơn cho bệnh nhân của chúng ta. Thì để tóm tắt bài trình bày này thì hen là một bệnh hô hấp rất là thường gặp nhất trong thai kỳ. Và chúng ta nên nhớ quy tắc 1/3. 1/3 có thể bình thường, 1/3 có thể nặng hơn, 1/3 có thể nhẹ đi. Nhưng mà hen càng nặng thì diễn tiến càng xấu hơn. Và quản lý hen thì cũng không khác nhiều so với bệnh nhân hen mà không mang thai. Hen không kiểm soát sẽ kết cục xấu cho cả mẹ lẫn thai nhi. Còn hen nếu kiểm soát tốt sẽ cải thiện kết cục cho cả mẹ và thai nhi. Và những cái thuốc mà hiện nay chúng ta đang sử dụng cho điều trị hen á, ví dụ những cái thuốc ICS-LABA hoặc là SABA thì nó là an toàn, giảm hít thì nó là an toàn trong thai kỳ. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn.